Wow, thời gian dành cho quý cô hoàn hảo đã đến rồi. Nào, bắt đầu thôi. Và ngay sau đây, xin mời quý vị hãy cùng nhau chào đón thành phần ban giám khảo rất quan trọng ngày hôm nay. Đầu tiên, xin là MC Anh Quân. Là diễn viên Vanis Trịnh Tú Chu. Và cuối cùng sẽ là ca sĩ Bảo Cun. Tôi là Hoàng Rapper và hân hoan chào đón tất cả quý vị đang đến với game show Quý Cô Hoàn Hảo. Kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Sunrise Media với sự đồng hành và tài trợ của nhãn hàng Sâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3, trị chứng thận hư thận yếu và đặc biệt là nhà tài trợ chính Sâm Heavy hỗ trợ điều trị viêm xoang của Sâm Pharma. Chương trình Quý Cô Hoàn Hảo được phát sóng vào lúc 21 giờ 30 phút tối thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7 và ở tuần lễ này chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ năm quý cô rất xinh đẹp, tài năng và cá tính. Ngay sau đây sẽ là sự xuất hiện đầu tiên của quý cô, người mẫu ảnh Huyền Trân. Mình tên là Huyền Trân, năm nay Trân 22 tuổi. Trân là một con người hơi lầy và hơi khùng. Nếu Trân có vô tình gặp một người mẹ chồng khó tính thì Trân sẽ cố gắng cư xử một cách khéo léo nhất để cho người đàn ông của Trân sẽ không phải đứng giữa người mẹ và người vợ. Tôi là một quý cô hoàn hảo bởi vì tôi có sự năng động của tuổi trẻ và sự khéo léo trong cách cư xử đối với mọi người. Tiếp theo sẽ là sự xuất hiện của một quý cô đã được danh hiệu Miss Fashion 2017, Hiếu Hòa. Mình tên là Hiếu Hòa. Vừa rồi thì Hòa đã đạt được danh hiệu Miss Fashion 2017. Hòa là một cô gái sống rất là sâu sắc, tình cảm và đôi khi có một chút bướng, một chút nổi loạn. Hòa tự tin Hòa là một quý cô hoàn hảo, nhỏ nhẹ, mềm mỏng, đanh thép và bản lĩnh tất cả đều hội tụ trong Hòa. Chẳng may bị dội nước cũng là một niềm vui nhỏ nhỏ mà Hòa sẽ nhớ tới chương trình này rất là lâu ạ. Tôi là quý cô hoàn hảo bởi vì tôi có thể dung hòa và phát huy hết tất cả các thế mạnh của mình một cách hoàn hảo nhất. Và ngay sau đây sẽ là sự xuất hiện của một diễn viên và ca sĩ, Lưu Kỳ Hương. Mình là Lưu Kỳ Hương, hiện nay mình đang công tác tại đoàn kịch 1 Nhà hát Tuổi Trẻ Việt Nam tại thủ đô Hà Nội. Một trải nghiệm rất là tuyệt vời gần đây nhất của Kỳ Hương đó là trong cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ sắc đẹp tổ chức tại Thái Lan thì Hương đã giành được 2 giải, người đẹp nhân ái và người đẹp tài năng. Người đàn ông hoàn hảo đối với Hương đó không phải là một người đàn ông quá đẹp hay là quá giàu, nhưng anh ấy có thể lắng nghe Hương và có thể chịu đựng được Hương. Một điều đặc biệt nữa đó là Hương mong rằng anh ấy sẽ yêu thương gia đình giống như mình đang yêu thương gia đình của mình vậy. Câu trong ngôn mà Hương thích nhất đó là: bạn không có thể chọn được nơi mình sinh ra, bố mẹ mình sinh ra, nhưng bạn có thể chọn được cho mình cách sẽ sống. Hạnh phúc hay khổ đau là do bạn nghĩ. Tôi là một quý cô hoàn hảo bởi vì sự hoàn hảo là đích đến của tôi. Và ngay sau đây sẽ là sự xuất hiện của quý cô diễn viên Huyền Thạch. Mình tên là Huyền Thạch, mình 23 tuổi. Hiện tại mình đang là diễn viên. Nam giới sẽ có cảm tình với Huyền bởi sự vui vẻ, thân thiện và đặc biệt là mạnh mẽ. Trong cuộc sống của Huyền không bao giờ tồn tại hai chữ hoàn hảo. Trong đời ai cũng sẽ đánh mất cơ hội của mình, không nhiều thì cũng phải là một lần. Huyền cũng đã từng đánh mất những cơ hội mà Huyền cảm thấy rất nuối tiếc. Câu châm ngôn sống mà Huyền thích nhất đó là: bạn sinh ra là một nguyên bản và đừng chết đi như một bản sao. Tôi là một người phụ nữ hoàn hảo vì tôi là một người mạnh mẽ, tự tin, độc lập và không bao giờ đầu hàng trước bất cứ khó khăn nào. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ. Wow, một nhan sắc rất tuyệt vời và một giọng nói rất là ngọt ngào. Lần đầu tiên có người khen em có giọng nói ngọt ngào đấy ạ. Em nói chuyện qua điện thoại thì người ta toàn tưởng giọng con trai thôi ạ. Chạy cái điện thoại có vấn đề rồi. Và bây giờ sẽ là sự xuất hiện của quý cô cuối cùng, chuyên viên trang điểm
Huỳnh Mai. Mình tên là Huỳnh Thị Trúc Mai, mình 20 tuổi, hiện tại là mình đang làm make up. Con trai đều thích con gái hiền, dễ thương, đảm đang. Mình nghĩ mình có đủ điều kiện để các quý ông ở đây có thể thích mình. Mẫu người đàn ông lý tưởng của mình là phải trầm nhưng mà vui một tí, bởi vì mình muốn người đàn ông của mình phải nói đúng lúc, đúng nơi và đúng chỗ. Tôi là một quý cô hoàn hảo bởi vì tôi làm cho người khác trở nên hoàn hảo hơn. Ta có một điểm chung, đeo mắt kính mà không có trọng. Tại sao bạn chọn chiếc mắt kính này? Em tạo ấn tượng. Nếu bây giờ tôi yêu cầu bạn thử tháo ra, được không ạ? Dạ được. Nào, mọi người thử so sánh xem before và after như thế nào ạ. Và đó chính là năm quý cô trong buổi tối ngày hôm nay của chúng ta. Ngay sau đây, mời quý vị, xin mời tất cả mọi người đến với thử thách nữ tính. Xin mời quý cô đầu tiên sẽ vượt thử thách, đó chính là Huyền Trân. Ngay sau đây sẽ là ba sự lựa chọn của bạn. Xin mời. Bên trong ba chiếc vali bí ẩn này đang chứa đựng ba cách tỏ tình khác nhau của ba quý ông. Chờ đón xem nội dung ra sao. Xin mời cách tỏ tình đầu tiên. Đứng giữa bùng binh, tắt đường và hét lên anh yêu em. Em nghĩ người này là có tính cách thẳng thắn, dám bày tỏ lòng mình. Người này chắc cũng là một người đàn ông dũng cảm. Dạ vâng, và rất yêu thương người con gái của mình đúng không nào? Và bây giờ bạn hãy đến với cách tỏ tình thứ hai. Anh sẽ xăm tên em lên ngực. Em cảm nhận đây là anh chàng dân chơi. À, dân chơi hả? Chỉ gọn gàng hai chữ là dân chơi quá. Và bây giờ hãy đến với cách tỏ tình thứ ba. Thích nói lời yêu trong nghĩa trang. À, cha 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 cha. Em cảm thấy sợ. Như vậy, đâu là lời tỏ tình bạn cảm thấy yêu thích nhất? Là lời tỏ tình đầu tiên. Đứng giữa ngã tư bùng binh, hét lên anh yêu em, Quyền Trân ơi. Bạn thích vậy đó? Dạ đúng rồi. Nhưng mà thật sự đây là một cái hành động rất là điên rồ nha. Đứng la toán lên, ai cũng đang rất là bực mình vì kẹt xe. Mà tự nhiên có hàng điên đứng đó, trời ơi, Quyền Trân anh yêu em. Có khi người ta rủa luôn cái tên cô gái nữa thì sao? Bạn không sợ à? Dạ không. Vẫn rất thích. Dạ rất thích. Ngay sau đây sẽ là phần tỏ tình của chính Huyền Trân. Hãy cố gắng thuyết phục và lấy được tình cảm của anh chàng mà đã có cách tỏ tình mà khiến cho bạn cảm thấy rất là ưng ý. Và hãy cùng nhau gặp gỡ quý ông Hồng Phương. Xin mời. Chào em. Dạ em xin chào anh ạ. Hôm nay em hẹn anh ra đây để muốn nói với anh một điều này. Em không có vẻ ngoài xinh đẹp, em cũng không có một cái gì nổi trội hơn bất kỳ người khác. Em chỉ có thể đảm bảo và chắc chắn với anh rằng nếu mà anh chọn em thì sự lựa chọn của anh là hoàn toàn đúng. Theo anh thấy thì em cũng là một cô gái thật là xinh đẹp. Vậy thì tại sao em lại thiếu tự tin về bản thân mình như vậy? Người ta thường bảo người con gái xinh đẹp tài năng không bằng một người con gái có may mắn. Thì em không cần quá xinh đẹp cũng quá tài năng. Em chỉ cần có thể quen anh, đó chính là may mắn của đời em. Em có thể cho anh thấy cái tình yêu của em dành cho anh mãnh liệt như thế nào không? Em xin làm một người phụ nữ mạnh mẽ, đó là ngồi xuống để hôn lên tay anh. Ngồi xuống để hôn lên đâu? Tay anh. Trời vậy luôn đó. Anh nghĩ rằng anh chắc không chấp nhận cái sự hôn lên tay của người con gái đâu. Vì anh nghĩ là người con gái thì cần được sự trân trọng. Đối với em, trong tình yêu á, không phân biệt là nam hay nữ. Khi em thật sự yêu anh thì em sẽ nói cho tất cả mọi người biết em yêu anh, yêu anh, yêu anh rất nhiều. Có bùng binh nè, kẹt xe nữa, làm đi. Rồi, em cho anh thấy thử cái tình yêu em dành cho anh thử nè. Đó, anh thích cái sở thích đó đó. Thích cái tỏ tình đó đó. Em sẽ hôn lên má anh. Anh thấy con gái hôn con trai vào má vậy à, người một người em hôn một người anh vậy đó. Giống như tình bạn nhiều hơn. Anh sẽ cân nhắc cái nụ hôn này. Tại sao bạn lại nói cái câu là em không có vẻ ngoài xinh đẹp,
em cũng không có một cái gì nổi trội hơn bất kỳ người khác. Nó giống như là khi nào mình muốn thuyết phục người khác á, thì mình cũng phải đưa sở trường hoặc là những cái nào mà tốt đẹp của mình ra để mình khẳng định cho người ta thấy là bạn có thể tin được tôi. Cho nên là phải tự tin. Khi mà mình tự tin, mình truyền cái năng lượng tự tin qua cho người ta thì người ta mới tin. Em tự nhận là mình xấu xí thì vô tình người đứng đối diện của em điều đầu tiên sẽ đánh giá, à cô bé này nói xạo, tại sao mình đẹp mà tự chê mình xấu, như là một kiểu gợi mở cho người khác khen mình, em hiểu không? Ví dụ như em không tự tin để nói về điều đó thì em lướt nó qua luôn, đừng đi nói cái điều ngược lại, thì vì bản thân em rất xinh đẹp. Anh không thích một người con gái quá lụy tình, em muốn quỳ xuống để hôn tay người bạn trai, anh nghĩ là không phù hợp. Theo như quan niệm thông thường, đàn ông sẽ là người phải chinh phục người đàn bà đó. Anh muốn rằng là em phải ngẩng cao đầu kiêu hãnh và người ta phải chinh phục trái tim của em. Hiếu Hòa chờ đón xem sự kỳ lạ của ba phương cách này. Đứng giữa vùng binh, tắt được và hét lên anh yêu em. Họ không thích lắm cái tính cách này, cách tỏ tình này nó hơi trẻ con quá. Anh sẽ xăm tên em lên ngực. Ngực trái luôn á, là nơi trái tim luôn á. Hòa không thích cái nghệ thuật xăm mình, bởi vì Hòa cũng là con gái thôi, Hòa sợ đau lắm. Nếu như mà có một người đàn ông chấp nhận đau đớn để mà khắc tên Hòa lên da thịt của họ, đó là một điều Hòa rất là trân quý. Thích nói lời yêu trong nghĩa trang. Chắc là Hòa không thích cách tỏ tình này đâu, bởi vì Hòa thật sự là cũng sợ ma lắm. Thường á, phụ nữ nói là sợ ma nhưng là rất thích xem phim ma. Bạn có thích xem phim kinh dị không ạ? Nếu như mà đi cùng với một người, cái nắm tay của họ đủ để cho em bớt sợ thì em mới đi. Đó, lỡ như đây chính là người đó của mình thì sao? Và chứng tỏ rằng là có bao nhiêu điều tâm linh ở xung quanh đang chứng kiến lời tỏ tình đó của hai bạn. Anh là em sợ. Ủa vậy hả? Có anh đây. Và bây giờ bạn cảm thấy không thích phương cách nào nhất? Hòa không thích cái tính cách tỏ tình trong nghĩa trang đâu. Còn hai cách tỏ tình còn lại thì sao? Hòa thích anh sẽ xăm tên em lên ngực. À, mặc dù bạn không thích xăm nhưng bạn rất ấn tượng và yêu thích cách tỏ tình là xăm tên của bạn lên ngực của anh ấy. Và ngay sau đây, hãy đối diện với thử thách thật sự. Hãy chinh phục được trái tim của chàng trai rất thích cách tỏ tình là xăm tên người yêu lên ngực. Quý ông Luân Nguyễn. Anh à, anh có thấy gì không? Anh thấy hoa. Dạ, đây là một cánh đồng hoa. Cát tường là một loại hoa em rất là thích, mang ý nghĩa là bình an. Em luôn mong vạn sự bình an đến cho anh. Anh cảm ơn em. Nhưng mà nãy ở trong anh nghe nói là em không có thích người đàn ông xăm mình, phải không? Dạ không ạ. Bởi vì em là con gái, em sợ đau. Em không có thích cho lắm cái nghệ thuật này. Nhưng mà nếu như có một người đàn ông dám xăm tên em lên ngực của họ thì đó là một điều em rất là trân trọng, em rất là thích. Nếu mà em thích thì em thể hiện sao? Hôm nay em muốn nói với anh một điều rằng là anh không có tin lời nói, anh chỉ tin hành động thôi. Nhưng mà một người đàn ông điềm đạm trước tiên phải biết lắng nghe cô gái đối diện của mình đã. Anh nghĩ là cái con đường mà ngắn nhất và ít tốn kém tiền bạc và thời gian nhất là nhịn cái yêu liền rồi, không tốn thời gian. Em là một người phụ nữ rất là sâu sắc. Vậy là mình không hợp nhau rồi, anh không có sâu sắc, anh cạn hiểu à. Đó là một điều em có thể khỏa lấp cho anh. Tình yêu là một sự bù qua đắp lại. Nếu như hai người giống nhau quá, nóng giận họ sẽ nóng lên cùng một lúc, ngồi họ sẽ ngồi cùng một lúc. Chẳng có gì là thú vị cả. Tình yêu phải có sự bù qua đắp lại, em nghĩ như vậy đó. Em là một đường thẳng, anh là một đường thẳng, hai đứa giống nhau đâu có cắt nhau được, nó cứ song song đi nhau hoài, không có điểm kết. Em sẽ bẻ cong anh lại thành một vòng tròn. No, anh thích thẳng, anh không có thích bẻ cong đâu. Em cho anh một cái hành động để biểu hiện là em đang thích anh, em đang thương anh đi. Anh đợi em một chút nhé. Anh thử thức đi cà phê này và cảm nhận nó đắng. Nó đắng giống như thơm, là mạnh mẽ và khó quên như em. Anh muốn cái điều gì đó nó ngọt ngào hơn ly cà phê được không? Thí dụ như một nụ hôn từ em thì sao? Anh chưa có nhận lời của em nên em sẽ tặng anh một món quà. Em có một bài thơ. Cuối thu sang đông, trời chưa lạnh, gió he mây cơn gió chuyển mùa. Đông này có em, đông chẳng lạnh, còng anh, còn cả trái tim anh. Trời ơi, gặp tôi là tôi gục liền. Tôi vàng, tôi ham lắm. Cái bài thơ này rất là xúc động đối với anh. Nhưng mà nếu mà nó thêm một cái chút gì đó thì nó sẽ hoàn thiện cái lời tỏ tình của em hơn. Ví dụ như một nụ hôn chẳng hạn. Ok, anh nhắm mắt lại đi. Anh muốn nhìn thấy chứ anh không muốn nhắm mắt. Xin em đừng thả thính, bởi vì anh chưa có người yêu đâu.
Đối với em nụ hôn chắc hẳn rất là quan trọng, nên em tìm mọi cách để từ chối. Và cái biện pháp cuối cùng là em chọn hôn lên tay của mình và áp lên má của anh ấy. Đó cũng là một biểu hiện rất là ngọt ngào và dễ thương. Nhưng nếu là anh thì anh sẽ không có để lên má, mà mình để thẳng lên môi luôn đi. Tại vì đằng nào cũng chỉ qua bàn tay thôi mà, thì tiếc gì đâu nè. Mình để lên đây thì cái ý nghĩa nó sẽ đẹp hơn và cái hình ảnh nó cũng sẽ đẹp hơn nữa. Chúc mừng em. Dạ, cảm ơn giám khảo. Em sẽ rút kinh nghiệm. Bảo Quân thắc mắc tại sao bạn lại so sánh mình với lại cà phê, và bạn có thể giải thích cho Bảo Quân được không? Em cảm nhận được rằng tính cách của em giống như cà phê, là một người con gái sống rất là sâu sắc. Bình thường thì em ngọt ngào, nhỏ nhẹ và mềm mỏng. Nhưng mà có những lúc em bướng, có những lúc nổi loạn, đó là cái vị đắng. Thật sự là đối với em, một người con gái sâu sắc là một người con gái rất là khó quên. Và em đảm bảo được rằng những chàng trai đã từng yêu em thì sẽ rất khó quên em. Và Bảo Quân cũng rất là thích uống cà phê. Dạ, hẹn anh có dịp em sẽ mời anh một ly cà phê ạ. Cảm ơn anh. Nếu như em tặng cho anh một ly cà phê thì anh sẽ cảm thấy rằng là ủa, như vậy là mối tình của chúng ta rất là cay đắng vì không rành về cà phê. Anh sẽ nghĩ như vậy. Cái việc em tặng món quà nào phải rất là vô cùng tinh tế và khéo léo. Em tặng người ta một cái còng tay, một cái vòng tay đúng không ạ? Và em nói rằng là em còng cả anh và còng cả trái tim anh. Lần đầu tiên gặp nhau mà đã muốn còng nhau rồi, muốn xích nhau rồi. Đối với một người phụ nữ như vậy là hơi đường đột, hơi đột ngột quá. Lưu Kỳ Hương, với ba lời tỏ tình này, bạn cảm thấy yêu mến, ấn tượng và yêu thích lời tỏ tình nào nhất? Thật ra thì nếu mà yên bình thì em sẽ chọn cái anh chàng xăm tên em lên ngực. Thế nhưng mà mình làm gì là lạ đi, thích nói lời yêu trong nghĩa trang đi. Như vậy bạn đã quyết định là mạo hiểm. Vâng ạ. Và bây giờ hãy cùng nhau gặp gỡ quý ông Văn Thông, xin mời. Bây giờ hãy tưởng tượng đây là một khu nghĩa địa. Cố gắng chinh phục được trái tim của anh ấy thật bình tĩnh nhé. Anh có thể đứng yên và không được cười không? Anh cười em, tim em thật đập loạn, em không nói được. Em chưa bao giờ nghĩ rằng là mình có thể ở bên nhau tại một nơi như thế này. Nơi mà có ông nội em, bác em và gia đình của em ở đây. Em muốn khoe với mọi người rằng anh là người đàn ông mà em tin tưởng rằng anh sẽ mang hạnh phúc cho em. Gặp nhau ngày hôm nay á, là giống như mình đã có duyên từ kiếp trước rồi. Và em mong rằng bằng tất cả những sự chân thành, có thể là bây giờ nó hơi gấp gáp một chút, thế nhưng mà anh có thể mở lòng để cho em có thể gần anh thêm một chút nữa không? Anh thích em thể hiện cái tình cảm của mình bằng một cái hành động nào đó thật là chân thành. Anh có thể nhắm mắt lại không? Anh hy vọng là khi anh mở mắt ra thì em vẫn còn ở đây, chứ đừng có để anh đứng mình. Nhắm thiệt nha bà. Ngày mà mọi người đi bên nhau, cứ ôm nhau mà chẳng cần phải xin phép gì. Thấy anh đẹp lao vào ôm, thấy em xinh lao vào ôm, thấy chiếc xe lao vào ôm. Như đây là anh thấy ấm lắm rồi. Và anh đồng ý hẹn hò với em. Và anh muốn ôm em một cái. Nữa hả? Anh đã cô đơn quá lâu mà. Và tình cờ em đây bước đến làm trái tim anh nhẹ nhàng đắm say. Là vu vơ mà thôi hay là yêu em mất rồi. Em đã cho mọi người thấy một màn trình diễn không cần phải nói nhiều. Tóm lại là hành động luôn. Cái cách em tỏ tình nó hơi bị gấp gáp, vội vàng. Bởi vì làm em chưa kịp tìm hiểu gì về người đàn ông đó. Em cười nhiều một cách quá đáng, tự dưng trở nên phản cảm. Người ta nói là chưa đi đã chạy, chưa nói đã cười. Và bây giờ em đúng là người như vậy. Mình phải thật sự biết tiết chế, phải chỉnh sửa rất nhiều nếu như thật sự mình muốn hoàn thiện bản thân mình hơn. Cảm ơn chị Tiểu Trung. Những lời góp ý rất là thẳng thắn và hy vọng là chúng ta sẽ cố gắng tiến bộ hơn. Vâng, em chưa từng được nghe những câu nói tuyệt vời như thế. Cảm ơn anh rất nhiều ạ. Bảo Quân thì Bảo Quân hơi sợ tại vì thứ nhất là cái tỏ tình ở nghĩa trang nó đã lạ rồi, nhưng mà còn nhắc tên những người như vậy thì mình không nên. Bảo Quân nghĩ là mình cũng không nên đâu. Bảo Quân thích cái giọng nói, giọng nói rất là hay, dịu dàng. Cảm ơn Bảo Quân. Cách tỏ tình nào khiến cho bạn cảm thấy rất ấn tượng và yêu mến? Đấy là cách tỏ tình đầu tiên. Đứng giữa bùng binh và hát lớn lên rằng anh yêu em mặc dù đang bị kẹt xe và tắc đường. Dạ, em thấy rất thú vị. Cho em tưởng tượng được đây là một người đàn ông rất là táo bạo, tự tin, phóng khoáng
và là một người đàn ông có thể rất là nhiều năng lượng và vui vẻ hài hước nữa. Wow, và bây giờ sẽ là thử thách dành cho riêng bạn nhé. Hãy gặp gỡ chàng trai đó và hãy cố gắng làm sao thu phục được tình cảm của anh ấy. Và bây giờ xin mời bạn gặp gỡ quý ông Hồng Phương. Em có một bất ngờ dành cho anh. Thấy chưa, ra đường phải bịt khẩu trang vô bụng bên mà. À không, bịt mắt. Bây giờ sẽ cảm nhận bằng cái này và cái này. Wow, lẹ ghê, ra tới Vũng Tàu rồi. Anh có nghe thấy gì không? Anh nghe thấy tiếng sóng biển. Đúng, đây là tiếng sóng biển. Vậy thì anh có đoán được là mình đang ở đâu không? Anh đoán là mình đang ở ngoài biển. Chính xác, ở đây em sẽ kể cho anh nghe một câu chuyện. Có một cô gái, có một trái tim rộng lớn như biển khơi, nhưng lại đen kịt như một màn đêm tối. Cho đến một ngày có những ánh dạ quang trôi dạt vào bờ biển. Ánh dạ quang đấy không chỉ mang đến ánh sáng, sự ấm áp, mà còn mang đến sức sống cho biển khơi nữa. Biển khơi vô cùng hạnh phúc. Thế nhưng mà hạnh phúc đấy thì lại chỉ tồn tại trong tích tắc thôi. Ánh sáng đấy biến mất, biển khơi lại mãi chờ đợi, hy vọng một ngày nào đấy ánh sáng đấy sẽ quay trở về để biển khơi có thể nhìn thấy ánh sáng của đời mình một lần nữa. Và điều đấy đã thành sự thực. Đó chính là ngày mà em nhìn thấy ánh sáng đấy ở trong mắt của anh. Đừng vội nói gì cả. Nếu như anh có thể có can đảm đứng giữa ngã tư đường, hét lên với người con gái mà anh yêu trước mặt tất cả mọi người rằng anh yêu cô ấy, thì em cũng có thể đứng giữa biển khơi, hét to với trời và đất rằng em yêu anh. Theo như từ nãy giờ anh cảm nhận thì em là một cô gái rất là sâu sắc. Anh thấy được cái sự ấm áp trong lòng của em. Nhưng với anh thì sự ấm áp nó vẫn chưa đủ. Anh muốn nó nồng cháy hơn nữa. Em đã đi dọc bờ biển trong đêm để nhặt được từng cái ánh sáng đấy cho vào chiếc lọ này. Hy vọng rằng một ngày nào đấy em có thể mang cái tâm tư tình cảm của em dành cho người mà em yêu thương. Riêng anh đâu mà mọi người ở đây cũng đều rất là cảm động với một câu chuyện tình vô cùng lãng mạn và ngọt ngào. Và em đã vẽ ra cho người mà em yêu thương, hét lên ở giữa một chốn đông người hay là giữa biển khơi là anh yêu em hay em yêu anh. Có những người ta nghĩ rằng đó là một cái sự điên khùng. Đối với em, anh nghĩ là không điên khùng, mà đó là tình cảm thực sự từ trái tim đến trái tim. Cảm ơn em rất nhiều. Lúc nãy em có hỏi bạn trai là em nhìn thấy ánh sáng đấy ở trong mắt của anh. Vậy em có biết là ánh sáng nó phát ra từ đâu không? Ánh sáng đó phát ra từ nụ cười của em, phản chiếu vào đôi mắt đó. Nếu như đây là phần thi nữ tính thì em đã chiến thắng ngay từ khi em xuất hiện và cất giọng nói. Em hoàn hảo, một giọng nói đẹp, một suy nghĩ đẹp và khác tất cả mọi người. Và một điều anh đoán được, chắc chắn sau này em sẽ là một người mẹ tốt. Vì em kể chuyện rất hay. Sau này nếu có thì có thể gọi điện thoại cho anh nghe ké cũng được. Và hy vọng là cuộc điện thoại đó không phải là lúc 3 giờ sáng. Và bây giờ xin mời giám khảo Bảo Quân. Không nói gì được hết. Không nói gì được hết, tại vì Bảo Quân yêu từ cái... À quên, không phải. Yêu. À không phải, ý là em đã thích bạn này từ lúc mà bạn xuất hiện từ ban đầu rồi. Cảm ơn anh. Trời ơi, lâu lắm rồi tôi mới thấy giám khảo Bảo Quân phải mất bình tĩnh đến như vậy bởi sự đáng yêu, dễ thương và nữ tính của một thí sinh như Huyền Thạch. Chúc mừng bạn.
qua ba cách tỏ tình bạn cảm thấy ấn tượng và yêu thích, cách tỏ tình nào nhất? Em nghĩ là số 1. Bạn thích cách tỏ tình số 1, đứng ngay giữa bùng binh nơi đông người và la lớn lên rằng: Huyền Mai ơi, anh yêu em. Dạ. Huyền Mai, hãy gặp gỡ Hồng Phương. Chào em. Dạ, chào anh. Nếu như anh dám đứng ở ngã tư đường tỏ tình với em thì em có thể dám đứng ở đây và cho mọi người thấy rằng em thích anh hay không? À, không biết lần đầu tiên em nói thích anh thì nó có quá nhanh hay không. Nhưng mà anh có nghe câu tiếng sét ái tình chưa? Anh có nghe. Chắc là tiếng sét ái tình khi mà em gặp anh đã làm cho em rung động. Em có một món quà bất ngờ muốn dành cho anh. Em có một trái tim. Trái tim của em thì biết yêu thương, cũng biết quan tâm chăm sóc cho người mình yêu. Bây giờ em muốn trao trái tim đó cho anh. Cảm ơn em nhiều. Em muốn em và anh sau này sẽ có nhiều cơ hội hơn để nói chuyện nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn như vậy nữa. Vậy anh có muốn hẹn hò cùng với em không? Thì tất nhiên là anh muốn rồi. Cảm ơn. Việc tỏ tình của em vừa rồi thì anh thấy cũng rất là dễ thương, ngọt ngào và lãng mạn. Nhưng anh cần em phải khai thác nhân vật một cách tốt hơn để hiểu hơn về tâm lý, về tính cách người ta. Để từ đó em mới quyết định được là em có đến với người ta thực sự là hợp hay không và sau này có thực sự yêu thương nhau được hay không. Đẹp và nhạt là một điều không nên. Và bây giờ em đang đứng ở lưng lửng. Nếu bây giờ nói em nhạt hẳn thì cũng không hẳn. Nhưng mà nếu nói không nhạt thì cũng không đúng. Cái cách mà gói món quà của em nó rất là tỉ mỉ. Một cái hộp quà rất đẹp, anh nghĩ mở ra bên trong nó sẽ là một điều gì đó mà đặc sắc hơn. Thì nó lại là một món quà khá là đơn giản. Mình cần phải có một sự đầu tư. Cái sự đầu tư đó không phải là đầu tư cho chương trình hay là đầu tư cho cái cuộc hò hẹn đó, mà đầu tư cho chính bản thân mình. Vì một khi mình trở nên sâu sắc hơn, mình có chiều sâu hơn thì chắc chắn mình sẽ cuốn hút hơn nữa. Xin mời 403 quý ông cầm điện thoại lên và nhắn tin bình chọn. Thời gian bắt đầu. Mời năm quý cô bước vào vị trí đặc biệt của mình. Huyền Trân, sau thử thách vừa rồi, bạn đã có được những bài học kinh nghiệm nào rồi? Em cảm thấy lời góp ý của ban giám khảo cũng giúp ích cho em. Em sẽ coi đó như là một bài học của em ạ. Và bây giờ, xin mời Huyền Trân hãy sẵn sàng. Đèn sẽ sáng lên để chúc mừng bạn bước vào vòng trong. Hay nước sẽ đổ xuống và chúng ta nói lời tạm biệt với nhau. Nhưng bây giờ thật sự tôi rất thích nụ cười của bạn. Chuẩn bị 3, 2, 1. Xin mời. Nước đã đổ xuống rồi. Chúng ta phải nói lời tạm biệt với Huyền Trân. Cảm ơn bạn rất nhiều. Hiếu Hòa, bạn dự đoán kết quả là sao ạ? À, tinh thần rất là thoải mái, không hề căng thẳng. Kết quả như thế nào Hòa cũng sẵn sàng đón nhận ạ. Hiếu Hòa, sẵn sàng. Không biết là từng quý ông sẽ có những suy nghĩ ra sao, những lượt bình chọn như thế nào. Cô ấy đã cố gắng thể hiện được sự nữ tính của mình cũng như là cá tính khá riêng biệt. Mùi vị, cà phê đủ để đánh thức trái tim của các quý ông hay làm cho các quý ông phải cảm thấy say đắm. Chuẩn bị 3, 2, 1. Xin mời. Chúc mừng Hiếu Hòa, bạn đã bước đi vào vòng trong. Và bây giờ sẽ là Lưu Kỳ Hương. Qua cái buổi ngày hôm nay thì Hương khám phá được rất nhiều điều về bản thân mình. Và đây thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời. Lưu Kỳ Hương sẵn sàng. Chờ đón xem kết quả dành cho cô ca sĩ Lưu Kỳ Hương này sẽ ra sao. Với những câu chuyện mà cô ấy đã chia sẻ, nụ cười của cô ấy đối với nhiều quý ông đó chính là một điểm cộng. Chuẩn bị 3, 2, 1. Xin mời. Nước đã đổ xuống rồi. Thật đáng tiếc. Tạm biệt Lưu Kỳ Hương và chúc mừng ba quý cô còn lại. Áp lực tâm lý đã xua tan rồi. Và bây giờ hãy lấy lại sự tự tin của mình để bước vào vòng trong. Đó chính là thử thách đời thường. Ngay sau đây xin mời quý cô Hiếu Hòa. Ngay sau đây sẽ là một tình huống
đời thường, bạn là một người phụ nữ đã lập gia đình rồi. Và sau đây sẽ là cuộc nói chuyện riêng tư với người mẹ chồng của mình, sẽ giải quyết một số vấn đề là cách giáo dục con và cháu. 3 phút dành cho bạn, bắt đầu. Dạ, cô hẹn tôi ra đây làm gì vậy? Ở nhà bộ không có việc gì để làm, sao mà phải hẹn ra quán cà phê nói chuyện vậy hả? Hôm nay con muốn mời mẹ ra quán cà phê. Ở giữa một cái không gian như thế này, chắc là mẹ con mình nói chuyện có vẻ thú vị đó mẹ. Thú vị lắm. Con cô bệnh gần chết nằm ở nhà. Dạ con biết điều đó à. Cô biết điều đó mà cô vẫn ăn bận son phấn lòe loẹt, vòng tay nhẫn vòng vàng. Hẹn tôi ra quán cà phê nói chuyện. Dạ con xin lỗi mẹ. Chồng con thì cũng luôn muốn con xinh đẹp mỗi ngày. Sắc đẹp nó cũng là một cái món quà tinh thần. Con xin lỗi vì điều đó phiền tới mẹ. Con ngồi xuống đi rồi mẹ nói chuyện tiếp. Dạ con cảm ơn mẹ. Tại sao cứ đè cháu mẹ ra cho uống thuốc Tây? Mẹ nói rất nhiều lần rồi, cứ uống thuốc Nam thuốc Bắc. Ông bà cha mẹ đều uống, đều khỏe, đều lớn, đều mạnh. Không việc gì phải uống thuốc Tây hết á. Dạ thưa mẹ, thật sự là con cũng nghe lời chồng con thôi ạ. Con biết được là có rất là nhiều loại thuốc nhân gian rất là tốt cho sức khỏe. Điều này con xin nghe theo lời mẹ ạ. Mẹ đừng có giận con nha. Tôi mong là cô chăm con cũng như cô chăm bản thân cô vậy. Cô để nó ốm còi, ốm cọc. Ăn cơm bữa nào cũng bỏ nửa tô, nửa chén. Không bao giờ ăn hết. Tại sao vậy hả? Tại sao con ép nó ăn? Nó không ăn đủ thì làm sao nó lớn? Không phải là con để cho con của con ốm còi ốm cọc đâu. Thì mẹ cũng biết mà, mẹ mang nặng để đau anh ra. Thì mẹ cũng rất là thương yêu anh, thì con cũng vậy thôi. Tôi biết là con cô xót ruột. Nhưng mà bây giờ tôi nhìn nó tôi cũng xót vậy. Cô nuôi gì hoài mà nuôi hoài con không lớn là sao hả cô? Phận dâu con thì lo nghỉ làm mà ở nhà nuôi con đi. Mẹ ơi, xã hội bây giờ nam nữ bình đẳng rồi mẹ. Phụ nữ cũng cần một nền tảng kinh tế riêng. Con luôn mong muốn là mỗi cuối tuần không phải đến cơ quan á, thì con vẫn sẽ ở nhà chăm chút bữa ăn gia đình để mẹ con mình sum vầy. Mẹ cho phép con được độc lập tài chính của mình để đỡ vất vả cho anh thêm mẹ ạ. Gia đình là nguồn gốc của xã hội. Cô không lo được cho chồng, cho con cô thì lo gì cho cái xã hội này. Dẹp hết, chỉ có lo cho chồng và con. Còn nếu không thì cuốn gói ra khỏi nhà. Mẹ ơi, nếu như mà con có điều gì sai sót, mẹ không vừa lòng thì mẹ bỏ qua cho con nha. Bởi vì con luôn mong muốn mẹ hiểu được rằng mẹ sinh anh ra, mẹ yêu thương anh rất là nhiều. Mẹ để con phụ mẹ, mẹ để con hỗ trợ mẹ yêu thương và chăm sóc cho anh quãng đời còn lại. Và con cũng mong muốn được rằng độc lập kinh tế để giúp đỡ một phần nào gánh nặng trên vai anh thôi. Mẹ yên tâm nha. Em có một cuộc trò chuyện rất là dễ thương. Anh nghe cái giọng của em, bản thân anh hoặc là mẹ chồng em thì chắc là cũng cảm thấy là siêu lòng. Tuy nhiên, lý do phản bác lại với những ý kiến của mẹ chồng thì anh nghĩ rằng là có những cái không hợp lý lắm. Trong lúc mà con đang ốm đau bệnh tật như vậy, tại sao em lại ăn mặc lòe loẹt phấn son này kia để đi ra đường này nọ? Em không có giải thích được cái chuyện này. Nếu mà một người mẹ mà có con mình bị như vậy thì cũng không còn một tâm trí nào để đi ra đường mặc đồ lòe loẹt phấn son như thế. Thì em phải có một cái lời giải thích cho nó hợp lý. Phải cho con uống thuốc Tây á, chắc chắn là mẹ chồng em sẽ không hề thích là em đổ cái việc đấy cho chồng em. Nói chung là sẽ không lấy lập được mẹ chồng. Phần đầu bạn hơi bối rối cho nên là bạn chưa bắt nhịp được với lại anh Trung. Nói nó hơi bị mơ hồ. Nhưng mà bạn gỡ lại cái khúc cuối, mẹ la một cái, đứng dậy, đến nắm tay mẹ xin lỗi. Thì cái đó là một cái thông minh và bảo Cun rất là coi trọng cái điều đó. Hiếu Hòa là một người rất là lễ độ và vừa phải. Đứng chờ tới lúc cho phép thì mới ngồi. Và khi cần thiết thì biết đứng lên. Nhưng tuy nhiên, lẽ ra khi em nghe nói con bệnh em phải hỏi là: ủa mẹ ơi con như thế nào rồi, cháu như thế nào rồi? Em lại nói chứ: ủa con biết rồi. Em hiểu không? Đó là một sự thờ ơ. Và người phụ nữ thì không nên vô tâm. Chào mẹ. Con ốm còn đau ở nhà sao giờ này con còn son phấn lè lẹt ra đường vậy hả? Mẹ uống ly nước đi đã. Mẹ không uống trôi đâu, bây giờ cháu nó bệnh ở nhà thì làm sao mà uống nước được hả con? Thực ra thì ngày hôm nay con hẹn mẹ ra quán cà phê này là có lý do của con ạ. Trước tiên thì con xin cảm ơn mẹ. Trong suốt quá trình con làm dâu, dù mới chỉ là một nàng dâu mới còn non nớt, nhưng mà mẹ đã luôn giúp đỡ con từ việc nhà, cũng như là nhắc nhở con những khi con sai sót. Con đã vừa trải qua một cảm giác rất là căng thẳng về việc kết hôn quá sớm, khi con phải đứng giữa sự nghiệp đang phát triển và phải ở trong nhà nhốt trong 4 bức tường và chăm lo chồng con, khiến con bị stress rất nặng. Và chính vì điều đó khiến cho con có những suy nghĩ cũng như là hành động không tích cực. Và ngày hôm nay thì con rất là muốn mẹ hãy cho con những lời khuyên. Chỉ nói riêng về chuyện chăm con thôi, tại sao con để cho con bữa nào cũng bỏ bữa?
Mẹ nhìn thấy chỉ có một tô cơm có biết tí như thế này thôi mà nó ăn chỉ phân nửa rồi nó bỏ. Tại sao con không ép nó ăn? Con đã tìm rất nhiều tài liệu để đọc. Có những tài liệu thì nói rằng là không nên ép trẻ ăn. Vậy với con, kinh nghiệm của bà già này không bằng mấy quyển sách con mua về à? Con không có ý đấy ạ. Nó phải ăn đủ bữa nó mới lớn chứ con. Bây giờ con nhìn coi trời, nhà có một thằng cháu đích tôn duy nhất mà nó ốm còi ốm cọc. Mẹ ra đường người ta cứ tưởng là nhà mình bỏ đói, con có hiểu không? Con chỉ nghĩ rằng là mình để cho nó làm gì nó muốn, phát triển theo hướng tự nhiên thì đấy là cách tốt nhất cho trẻ nhỏ. Còn nếu như mình cứ thúc ép như vậy thì nó có thể là lớn, là mập nhưng mà trí thông minh của nó sẽ bị hạn chế và nó sẽ luôn bị ức chế ạ. Theo suy nghĩ của con bây giờ là con muốn thoát khỏi bốn bức tường đó đúng không? Không ạ, con không nghĩ thoát khỏi bốn bức tường đó. Mà con đang nghĩ con phải mở cánh cửa nào đấy để cho căn phòng thoáng hơn thôi. Mẹ mở cửa tiễn con đi. Ý con là muốn mở cửa ra để đón nhận những thứ khác vào chứ không phải là để con bước ra. Sao lúc nào con cũng chầm chầm con cãi mẹ vậy? Mẹ nói một câu là con cãi liền một câu. Con có bao giờ quan tâm đến suy nghĩ của mẹ không? Con xin lỗi mẹ. Mẹ uống nước đi. Thật sự là con không muốn cãi mẹ một chút nào cả. Con chỉ muốn rằng là con và mẹ có thể hiểu nhau giữa cái tư tưởng hiện đại và tư tưởng cổ xưa để có được những cái bài học tốt đẹp nhất thôi. Con chê luôn mẹ cổ hủ, con sỉ nhục bà già này. Mẹ cũ rồi đúng không con? Tức là bây giờ mẹ không có cần thiết cho cuộc sống hạnh phúc gia đình con nữa. Những cái điều mà mẹ răn dạy á, nó không có phù hợp với đời sống của con đúng không con? Mẹ ơi, nếu như mẹ nói như thế thì con không biết nói như thế nào nữa. Từ ngày con bước chân về đây làm dâu là con đã luôn nghĩ rằng mẹ là một người mẹ đẻ của con rồi. Tất cả những điều mẹ răn dạy, kể cả mẹ mắng mỏ, con vẫn luôn ghi nhận là mẹ yêu thương vợ chồng con. Sau ngày hôm nay con sẽ ghi nhớ những lời mẹ dặn, nhưng con chỉ mong mẹ hãy cho con có một cái quyền để con có thể đóng góp những ý kiến của con để mình cùng có những ý kiến tốt hơn thôi ạ. Tốt nhất là cứ làm theo lời của mẹ. Thời gian 3 phút kết thúc. Càng căng ạ. Khó à. Cảm giác của bọn cô nó vẫn cứ chưng hửng ở giữa à. Những cái lý luận của bạn rất là hay, rất là ok. Nhưng mà nó vẫn chưa thuyết phục được Lúc đấy thì đáng ra em nên nói với mẹ là mẹ hãy nghỉ ngơi và mẹ có thể đi du lịch hoặc là sống trong một cái cuộc sống thoải mái hơn. Còn cái việc dạy dỗ con cái thì con sẽ cố gắng học hỏi để có thể làm một người mẹ tốt. Em nghĩ như thế thì nó sẽ đỡ hơn ạ. Nhưng mà rõ ràng nếu như mà ai mà có một người con dâu như bạn thì cảm thấy rất là hài lòng. Bởi vì bạn là một người rất biết trước biết sau, biết mở lời câu chuyện và biết đứng ở trong tim cái người đó một cách an toàn. Thực ra thì trong tình huống này thì anh có cảm nhận là mẹ chồng em hơi quá khắt khe đối với em. Em là một cô con dâu rất bắc. Nếu mà anh là mẹ chồng thì anh cảm thấy em vô cùng dễ thương và khéo léo. Giống như ý kiến của anh bảo, em đã mở đầu câu chuyện, em đã có cảm ơn mẹ đã đón nhận con, yêu thương con. Và con làm dâu mới nên con mong là mẹ hãy giúp con để mà con sẽ làm tốt hơn. Mặc dù là con có rất là nhiều công việc, con bị stress, nhưng mà con mong là con sẽ có thể giúp cho con, cho chồng con tốt hơn. Người Bắc thì hay có những cái ví von rất là dí dỏm và hài hước như là con muốn mở cánh cửa cho căn phòng này thoáng hơn. Đó là một cách ngôn từ rất là hoa mỹ và văn hoa. Anh thích điều đó ở em. Nếu bây giờ anh phản bác em thì cũng không đúng, nhưng gọi là đồng cảm thì cũng chưa đủ. Vì thật ra là nó chưa thuyết phục hoàn toàn. Đầu tiên nhận hết lỗi về phần mình và sau đó lần lượt thuyết phục như là một quyển sách, từ từ mình lật ra từng trang một. Với những cái đức tính tốt đẹp em đã có thì anh nghĩ em cứ tiếp tục duy trì và chắc chắn em sẽ có được hạnh phúc. Sao con cái ốm đau hả cha? Hẹn mẹ ra đây làm chi nữa? Dạ, con không muốn mẹ phải lo cho tụi con nữa. Con của cô là cháu đích tôn của tôi. Tôi có nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc nó. Cô đeo cái gì trên tay á? Dạ, bông tai à. Đẹp á. Dạo này có vẻ chân diện, chắc chắn thằng con tôi rồi chứ gì. Đang định ra ngoài thả tính anh nào hả? Cần tôi giới thiệu cho không? Dạ không phải mẹ ơi, bởi vì con muốn con lúc nào cũng xinh đẹp. Đi ra đường với anh ấy để anh ấy không phải ngại. Con muốn anh ấy lúc nào cũng hạnh diện. Bảo sao mà con cô ở nhà ốm còi ốm cọc không ai chăm sóc. Tôi nói với cô rất nhiều lần rồi, là nó phải uống thuốc bắc thuốc nam cho tôi hốt về. Cô một hai cãi lời, phải uống thuốc tây, phải nghe lời bác sĩ. Để rồi bây giờ nó ốm hết tháng này tới tháng nọ. Nó đang cảm rất nặng, thiếu ăn, suy dinh dưỡng, thiếu sức đề kháng. Tại sao cô không ép nó ăn? Dạ, con nghĩ là ép ăn không phải là một cách tốt. Con cũng gán bồi bổ những cái tốt nhất cho con của mình. Con có nghe lời bác sĩ dặn là phải uống thuốc tây, phải ăn đầy đủ những chất bổ dưỡng, không phải là cái gì con phải ăn. Cho nên là mẹ thông cảm cho con, bởi vì con cũng muốn tốt cho con của mình. Tôi không muốn bàn cãi nhiều về chuyện đó. Tôi thấy cô có vẻ bận rộn với công việc của mình. Nghỉ làm đi.
con cũng có công việc của con. Con cũng rất là thương con của mình. Con cũng muốn đi làm. Con muốn là giúp đỡ mẹ một phần nào kinh tế, để mà mẹ không phải lo khi mà cháu của mẹ bị bệnh nữa. Vừa mới gặp mẹ chồng, em nói rằng là con cái của tụi con là để cho tụi con lo, còn mẹ không cần phải lo. Cái điều đó sẽ làm tổn thương đến cái tình cảm của mẹ chồng em dành cho cháu của mình. Và đó là một cái cách không hề hay một tí nào cả, và đôi khi lại động chạm vào chính cái tình thương và trái tim của người mẹ chồng. Bởi vì câu đó là em xúc phạm mẹ chồng. Nếu mà kể cả đúng là thực sự là trong lòng, trong dạ em nghĩ như vậy, nhưng em không nên nói ra một cách thẳng thừng như thế. Còn những cái về phía sau á, anh thấy rằng là nó cũng không đi thẳng vào đúng vấn đề và không trả lời được cái khúc mắc mà mẹ em đang cần. Bà Quân cũng hiểu cho bạn, bởi vì có lẽ là do thiếu kinh nghiệm. Để mà học làm dâu thì nó là cả một quá trình. Đặc biệt ngồi trên đây chịu nhiều áp lực thì rất là hồi hộp, không biết là mình phải xử lý như thế nào. Có lẽ là mình nên trải nghiệm nhiều hơn. Cảm ơn. Và ngay sau đây, thời gian mình chọn bắt đầu. Và bây giờ xin mời quý vị cùng chào đón sự quay trở lại sân khấu của ba quý cô. Hiếu Hòa, bạn đang dự đoán kết quả dành cho riêng mình như thế nào ạ? Hòa tin rằng các quý ông ở đây sẽ thích một cô gái mềm mộng, nhỏ nhẹ, biết lắng nghe như là Hòa. Chúc cho bạn sẽ may mắn. Hiếu Hòa sẵn sàng. 3 phút vừa qua chính là 3 phút rất căng thẳng trong buổi tối ngày hôm nay dành cho Hiếu Hòa. Và chắc chắn những trải nghiệm ngày hôm nay với phần vừa thử thách cùng với người mẹ chồng Trịnh Tú Trung sẽ là những bài học rất quý báu dành cho bạn. Sẽ còn rất nhiều điều khắc nghiệt sắp tới đang chờ đón chúng ta. Chuẩn bị 3, 2, 1, xin mời. Chúc mừng Hiếu Hòa. Dự đoán của bạn đã chính xác và bạn đã bước tiếp vào vòng thi cuối cùng ngày hôm nay cùng với quý cô Hoàng Hảo. Chỉ còn 2 quý cô nữa mà thôi và một người sẽ phải nói lời tạm biệt. Huyền Thạch, bạn đang suy nghĩ điều gì ạ? Cảm giác của em bây giờ khá là hồi hộp. Nhưng mà dù kết quả như thế nào đi chăng nữa thì em cũng đã rất là vui vì ngày hôm nay đến đây em được học hỏi rất là nhiều điều. Cái đó nó quý giá hơn nhiều ạ. Huỳnh Mai, bạn đang nghĩ điều gì? Dạ, em rất là vui khi mà được đến tới vòng này, được học hỏi, được giao lưu các anh chị. Nào, cố gắng lên nhé, tự tin hơn. Và bây giờ cả hai quý cô đã sẵn sàng. Rất hồi hộp, dường như hiện tại Huyền Thạch đang nắm phần lợi thế. Nhưng tại sân chơi của quý cô Hoàng Hảo, bất cứ chuyện gì cũng đều có thể xảy ra. Chuẩn bị 3, 2, 1, xin mời. Và đó chính là Huỳnh Mai. Tạm biệt Huỳnh Mai, chúc cho bạn sẽ càng ngày càng thành công hơn nữa. Cảm ơn bạn đã đến với quý cô Hoàng Hảo và chúc mừng hai quý cô cuối cùng trong ngày hôm nay đã bước vào vòng trong. Và ngay sau đây sẽ là vòng thi cuối cùng được mang tên Thử thách quý cô Hoàng Hảo. Nào, xin mời hai quý cô xuất hiện trở lại trên sân khấu. Xin mời bà giám khảo. Xin mời ca sĩ Bảo Quân, nghệ sĩ Trịnh Tú Trung và MC Anh Quân. Ngay sau đây sẽ là câu nói đầu tiên đến từ giám khảo Bảo Quân dành cho Hiếu Hòa. Nếu bạn muốn bay cao, trước tiên bạn phải tập vứt bỏ những gì níu giữ chân mình. Ồ, đúng rồi đó. Dướng dướng chân sao bay. Phụ nữ thường ghét phụ nữ vì... vì họ quá hiểu nhau. Yêu. Yêu là... biết hy sinh, biết lắng nghe và biết mỉm cười khi người mình yêu hạnh phúc ạ. Ngọt ha, trả lời ngọt ghê. Được. Thứ khó giữ nhất có lẽ là lòng người khi đã thay đổi. Đúng rồi đó, đó. Thay đổi rồi, níu kéo của bạn không. Nếu bạn muốn biết nỗi cô đơn là gì, tập yêu đơn phương một người ạ. Hãy cứ thử yêu đơn phương một người đi rồi biết. Cô đơn lắm. Tình yêu của đàn bà vừa dễ thương vừa đáng sợ. Còn tình yêu của đàn ông là vừa dễ sợ vừa đáng thương. Yeah. Yeah. Tình yêu giống như chiến tranh. Nó dễ bắt đầu và rất là khó kết thúc ạ. Đúng hay ha. Phụ nữ thích nói về người đàn ông mà họ yêu. Còn người đàn ông thì luôn thích nói về những người phụ nữ mà họ không có được. Hợp lý. Trời ơi. Không biết em có hay ngồi tâm sự với đàn ông hay mà em hiểu dữ vậy ta. Chúc mừng cho hai quý cô đã hoàn thành rất xuất sắc. Xin mời 403 quý ông cầm điện thoại lên. Thời gian mình chọn bắt đầu.
ai sẽ trở thành quý cô hoàn hảo nhất của tuần này đây? Hiếu Hòa, bạn dự đoán kết quả ra sao? Hòa đến với sân chơi này với một tâm trạng rất là thoải mái, nên dù kết quả như thế nào Hòa cũng sẽ đón nhận. Còn Huyền Thật, thì với sân chơi ngày hôm nay thì điều mà em muốn nói nhất đấy là em xin gửi lời cảm ơn tới ban tổ chức đã tạo ra cái cuộc chơi này, cũng như là cảm ơn ba vị giám khảo đã cho em rất nhiều những điều hay, và cảm ơn toàn thể các quý ông ngày hôm nay đã ủng hộ cho em ạ. Cảm ơn bà rất nhiều. Chúc bạn may mắn. Hai quý cô cuối cùng của chúng ta đã sẵn sàng. Và dường như sân chơi ngày hôm nay của quý cô hoàn hảo, tất cả mọi người đều biết được không có thắng và thua, chúng ta được nhiều hơn mất. Người bị ước sẽ là á quân trong ngày hôm nay, trong lòng của Hoàng Đáp Vơ cũng như tất cả các quý ông. Người còn lại sẽ là quán quân của quý cô hoàn hảo nhất tuần này. Chuẩn bị 3, 2, 1, xin mời. Đó chính là tạm biệt Hiếu Hòa. Cảm ơn bà rất nhiều. Một trong những quý cô rất ấn tượng ngày hôm nay về nhân sắc, ngoại hình lẫn tính cách của bạn. Cảm ơn Hiếu Hòa rất nhiều. Và kính thưa quý vị, quý cô hoàn hảo nhất tuần này đó chính là Huyền Thanh. Chúc mừng bạn. Không còn bất cứ một áp lực nào cả. Hãy chia sẻ cảm xúc của mình ngay bây giờ. Niềm hạnh phúc nhất của em đấy là được nhìn thấy ánh đèn sân khấu, đứng trên sân khấu. Và từ lâu rồi em đã mơ ước có một cái niềm vỡ hòa như thế này. Và hôm nay cảm thấy rất hạnh phúc ạ. Vâng, và đây một người bạn đã lên chúc mừng. Chúc mừng Huyền Thạch. Rất đáng yêu và dễ thương. Ngay sau đây sẽ là phần quà dành cho Huyền Thạch. Tổng giá trị giải thưởng lên đến 105 triệu đồng. Và Hoàng Đáp Vơ sẽ thay mặt cho nhà tài trợ Công ty trách nhiệm hữu hạn Bệnh viện Phẫu thuật Thẩm mỹ JW Hàn Quốc trao tặng một voucher trị giá 50 triệu đồng dành cho Huyền Thạch. Chúc mừng bạn. Cảm ơn em. Tặng em. Chúc mừng Huyền Thạch. Và tiếp theo chúng tôi xin được phép kính mời lên sân khấu giám khảo Anh Quân sẽ thay mặt cho nhà tài trợ tập đoàn Thời Trang Nam trao tặng một voucher trị giá 10 triệu đồng dành cho Huyền Thạch. Xin kính mời. Tiếp theo xin mời giám khảo Bảo Quân sẽ thay mặt cho nhà tài trợ thương hiệu Himalaya của nữ hoàng khả ái quyền năng phái đẹp Vũ Kim Anh, nơi hội tụ tinh hoa y học cổ truyền châu Á, trao tặng phần quà là một voucher trị giá 30 triệu đồng dành cho Huyền Thạch. Cảm ơn ạ. Và ngay sau đây xin mời giám khảo Trịnh Tú Trung sẽ thay mặt cho thương hiệu mỹ phẩm Charming Skin từ công ty trách nhiệm hữu hạn mỹ phẩm sắc đẹp Hoàng Vũ, trao tặng phần quà là một gói mỹ phẩm trị giá 10 triệu đồng dành cho Huyền Thạch. Cảm ơn ạ. Xin mời giám khảo Anh Quân sẽ thay mặt cho nhà tài trợ chính Sum Heavy hỗ trợ điều trị viêm xoang của Sum Phạc Ma, sẽ tặng phần quà trị giá 5 triệu đồng tiền mặt vào vương miện của chương trình Quý Cô Hoàn Hảo dành cho Huyền Thạch. Chúc cho bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công. Kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Sunrise Media cùng với sự đồng hành của nhà tài trợ Sum Nhung Bổ Thận Trung ương 3, trị chứng thận hư thận yếu, và đặc biệt là nhà tài trợ chính Sum Heavy hỗ trợ điều trị viêm xoang của Sum Phạc Ma. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.